Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nhà Nông TV của mình. Có lẽ hôm nay cũng là một cái video cuối cùng về sửa cái bóng đèn LED hình trụ này ở trên kênh của mình nhé. Vì một thời gian dài mình đã tìm tòi và nghiên cứu, thì đến hôm nay mình đã khẳng định rằng là mình đã sửa thành công cái bóng đèn LED hình trụ này cực kỳ siêu bền các bạn nhé. Trong khi mình sửa được rất nhiều đông đảo các bạn bình luận, comment và yêu cầu mình làm cụ thể một video nữa để ai cũng làm được. Các bạn nào mà không cần có chiếc đồng hồ mà các bạn vẫn có thể điều chỉnh được cái bóng điện này sáng theo ý của mình nhá. Thì hôm nay mình làm video mình hướng dẫn cụ thể các bạn này. Khi nhà các bạn mà có cái bóng đèn LED này hỏng á, thì các bạn bật ra này, thì các bạn quan sát nhá. Khi các bạn quan sát mà trên cái mảng LED này có những cái con chip LED mà nó có những cái chấm đen này các bạn này, thì chứng tỏ rằng cái con chip LED này nó đã bị hỏng này. Khi cái con chip LED này nó bị hỏng á, thì nó làm tắt toàn bộ cái mảng LED này không sáng được các bạn á. Thì như trước kia mình đã hướng dẫn các bạn á, là các bạn tháo cái con chip LED này ra, xong các bạn là thay con chip LED khác ở đây này. Nhưng mà thực tế ra thì nó đèn nó cũng sáng ngay, nhưng mà nó không bền các bạn á. Thì cách này bây giờ ta loại trừ ra, ta không làm theo cách này nữa. Vì lý do là các bạn thay cái con chip LED ở đây á, là nó không đồng đều với con LED này. Mà cái thứ hai là tất cả cái con chip LED này á, là nó chạy được một thời gian là nó cũ rồi, thì nó không chịu được cái dòng điện cũ của nó nữa. Nếu ta thay vào nó được một thời gian ngắn thì nó lại chết sang con khác các bạn ạ. Thế nên bây giờ mình hướng dẫn các bạn nhé, khi các bạn mà thấy con chip LED này nó có cái chấm đen này thì các bạn cứ gậy nó ra và các bạn hàn chập vào cho cái mảng LED này nó sáng lên đã. Khi ta hàn chập ở đây á, thì cái mảng LED này nó đã sáng lên, thì ta dùng những con tụ kẹo như thế này các bạn á, để ta điều chỉnh cái dòng nó vào cái mảng LED này, thì nó giảm cái dòng đi thì nó lại bền các bạn á. Thì cụ thể các cái con tụ kẹo như thế này này thì mình đã nghiên cứu rất kỹ và mình cũng tìm hiểu rất kỹ rồi các bạn á. Thì hôm nay mình lại phát hiện là thêm ra như thế này này, mỗi con tụ này nó cho ra cái dòng nhất định thì nó lại cho ra một cái công suất nhất định các bạn á. Như đây là mình biểu thị mình ghi ra giấy cho các bạn xem này. Một là con tụ là 105G này, 400V này, thì nó cho cái dòng nó đạt ra cái công suất này các bạn á, thì là thường là 5 đến 6W này. Đấy. Thế con tụ 2 là con tụ này 225G 400V này, thì nó cho ra cái công suất là khoảng độ 11 đến 12W này. Đấy, các bạn nhìn này. 3 là con tụ này 335G 400V này, thì nó cho cái công suất ra là 17 đến 18W nhé. Đấy. 4 là con tụ 475G này, 400V này, thì nó cho ra một cái công suất khoảng độ 25W các bạn á, 25 đến 26W. Đây là cái bảng mẫu là trong quá trình mình giảm cái dòng nguồn của đèn LED á, là mình đúc kết được các bạn á. Thì các bạn cứ dựa như trên như thế này là các bạn đấu được này. Ví dụ đây các bạn này, mình có một cái bóng to này nó ghi là 40W này, mình đấu nối tiếp mấy con tụ 105G 400V vào này thì cái bóng này nó chỉ có ra đến 5 đến 6W thôi các bạn ạ. Thế ví dụ như là mình đấu mấy con tụ là 225G 400V này thì bóng này lúc nào nó chỉ ra đến 11 12 W các bạn ạ. Nếu mà ta đấu con tụ 335G 400V này thì nó ra khoảng đến 17 đến 18W các bạn ạ, khoảng đấy. Nếu ta đấu nối tiếp con tụ 475G vào đây này, thì là nó cũng ra là 25 đến 26W rồi các bạn ạ. Đấy, nên là cái số công suất tiêu thụ của cái bóng điện này nó phụ thuộc vào các cái con tụ này to hay bé các bạn nhé. Ví dụ như cái bóng này là 40W các bạn á, các bạn muốn giảm xuống khoảng độ 35W á, thì các bạn dùng hai cái con tụ 335G này, vì là cái con tụ này là nó ra là 17 đến 18W các bạn á, thì hai con tụ này song song thì nó được 34 hoặc 35W này. Đấy, sau đây mình tháo tung cái bóng này ra để mình thực hành cho các bạn xem nhá. Thì cũng như thường lệ là mình phải tháo cái chuôi này ra và mình tháo cái tấm nhôm tỏa nhiệt ở trong này các bạn á. Thì sau đây là mình tháo cho các bạn xem này.
Đây, sau khi mình tháo tung cái bóng điện ra này thì có cái tấm nhôm tản nhiệt và cái nguồn nó như thế này các bạn nhé. Thì sau đây là mình để đây là mình thực hành cho các bạn xem nhé. Thì mình dùng một cái phích mà có cái đầu này mình đã cắt ra là để mình nối vào nguồn các bạn nhé. Sau đây mình nối vào nguồn này. Đây, sau khi mình tạm thời nối vào nguồn cái phích này là được như này các bạn này. Đấy, thì bây giờ là mình dùng cái đồng hồ đo công suất này để mình thử cho các bạn xem này. Và một cái ổ điện này các bạn này. Đấy, thì sau đây là mình dùng cái phích của cái đồng hồ đo công suất này để mình cắm vào ổ điện các bạn nhé. Khi mình cắm cái đồng hồ đo công suất này vào ổ điện thì tất cả các cái chỉ số của cái watt này các bạn này nó báo không không hết này. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá, không ampere này, tất cả là nó không không hết này. Thì bây giờ mình dùng cái phích này mình cắm vào cái ổ điện của đồng hồ đo công suất xem cái mảng led kia nó bao nhiêu watt các bạn nhé. Sau đây mình cắm vào này. Đấy, khi mình cắm vào là đèn nó đã sáng rồi các bạn nhé. Thì lúc này mình nhìn cái đồng hồ đo công suất này các bạn này, lúc này nó là 31W các bạn này. Đây, 31,6W các bạn này. Đấy, thì mình rút ra nhé. Thì bây giờ mình muốn hạ cái bóng led này nó chỉ trên 20W thôi thì nó mới bền các bạn ạ. Thì cái con tụ kẹo là 335G này các bạn ạ, thì nó chỉ hạ được có đến có 17W thôi. Thế nên là ta phải dùng hai con tụ kẹo là 225G này các bạn ạ. Thì mỗi con tụ kẹo 225G này là nó cho ra là 11W. Thì mình đấu song song hai con này là nó ra được 22W là vừa các bạn ạ. Thì cái bóng kia là bền vô cùng này mà nó vẫn đảm bảo độ sáng các bạn ạ. Tức là mình điều chỉnh cái công suất theo ý muốn này các bạn á. Thì bằng cách mình phải đấu song song các con tụ vào nhau này. Ta có thể là đấu con tụ 335G vào con tụ 105G cũng được các bạn á. Như ta đấu song song là nó cộng vào nhau là được. Sau đây là mình đấu song song hai cái con tụ là 225G nhá. Thì nó bằng 11W cộng với 11W thì chắc chắn là nó bằng cỡ độ 22W các bạn ạ. Thì đây là hai cái đường của nguồn vào này. Thì mình tách một đường ra các bạn nhá. Đây, mình tách một đường ra này. Xong mình đấu nối tiếp với hai con tụ song song này các bạn nhá. Đây mình đấu rồi. Đây mình đấu nối tiếp nó được như thế này các bạn nhé. Sau đây là mình test cho các bạn xem này. Mình để đây. Thì bây giờ cái đồng hồ đo công suất nó vẫn chỉ không không rồi các bạn nhé. Thế mình cắm vào là xem nó hạ là bao nhiêu rồi mình chứng minh cho các bạn này. Mình cắm vào ổ điện này. Bây giờ cái bóng này nó hạ còn có 23W này các bạn này. Đây cái số 23 này, 23,4W này. Tức là mình đấu song song hai con tụ kẹo nhá. Thì mỗi con tụ kẹo nó ra từ 11 đến 12W. Thì hai con song song nó cộng vào nhau thì nó được 23,4W này. Đấy, chứng tỏ rằng cái con tụ 225G 400V nó chỉ cho ra từ 11 đến 12W các bạn á. Thì đây nó ra là 11W rưỡi này các bạn á. Thì hai con nó ra được 23W rồi. Mình tắt đi. Cũng như vậy, nếu mình đấu con tụ là 105G 400V này thì nó cho ra lên 5 đến 6W rồi các bạn á. Thì thôi là mình cũng không đấu vào nữa vì mình đã đấu hai cái con như thế kia là các bạn đã đủ hiểu rồi các bạn nhá. Sau đây mình lắp vào bóng điện hoàn chỉnh này. Đây, sau khi ta hàn vào cái bo mạch này á, ta được một cái mạch điện như thế này các bạn nhé. Đấy, đây là hai đầu điện lưới vào này. Sau đây là mình lắp vào luôn này. Cái đầu của chân tụ này mình vẽ gập xuống các bạn nhé. Đấy, nó thành một cực này. Đây, mình vẽ như này. Cái quần đầu này mình lắp vào đây. Đây, nó thò một đầu lên đây, xong rồi mình lắp cái đinh vít này vào để cho nó tiếp giáp này các bạn. Đấy, như thế này được các bạn nhé. Còn sau đây là mình ấn chặt vào này. Các bạn ấn thật mạnh nhá. Như vậy mình đã lắp chặt được vào đây các bạn này. Thế còn cái này mình lại lắp trở lại như cũ này. Sau khi mình lắp được cái chuôi này và cái tấm nhôm tản nhiệt này vào đây các bạn nhé. Thì mình lắp cái chụp này sau mình test cho các bạn xem nhé. Đấy, sau mình dùng cái đuôi điện này các bạn ơi, mình xoáy vào. Mình lại dùng cái đồng hồ đo công suất mình test cho các bạn xem này, mình cắm vào ổ điện nhá. Đấy, nó sáng rồi, thì các bạn nhìn đồng hồ nhá, đây này. Đấy, nó là 23,5W các bạn ạ, đây này, ở góc này các bạn này. Thì chứng tỏ rằng là cái con tụ 225G nó chỉ ra đến 11 đến 12W này các bạn nhé. Mình rút ra này. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái quy trình sửa một cái bóng led cực kỳ siêu bền các bạn nhé, bằng những cái con tụ kẹo như thế này này. Thì hiện tại mình đã đúc kết được là cái định mức cho công suất của các cái con tụ thông thường này. Thì bạn nào mà đam mê chế cháo á, thì các bạn cứ dựa vào cái thông số này là các bạn lắp ghép, chứ không phải là cần mua đồng hồ đo công suất như mình nhá.
Còn nếu mà cái bóng led nó hỏng nguồn á, mình đã có cái video hướng dẫn chế nguồn của cái bóng led này, thì các bạn vào trong kênh Nhà Nông TV của mình, các bạn cứ xem lại là các bạn chế được nguồn nhá. Thôi, video của mình đến đây đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhá. Xin chào.